chào các bạn người Việt Nam ơi. Hôm nay hai vợ chồng nấu vì ăn mì xào xo điệp. Theo quán nghe, đây là một bó cải lang luộc lên 30 giây. 30 giây vô rồi á, khởi khăn ra đi. Đây, nước mới đây. Mì của mình sôi này lên 1 phút chín rồi đây. Khởi khăn ra đi. Á chá mà ấy. Bỏ bên cho ăn rau nước 10 phút. Ok, theo qua nha. Một chào, hai muỗng dầu vào vô. Khỏi lên rồi. Ui, mì vào vô. Xây thẳng ra. Ok, hai phục rồi đấy. Đợi cái mặt đi. Đó. Chiên hai mặt. Chiên sơ sơ cho hồi thơm. Chiên nhòn sơ sơ đấy, đỏ rồi. Đem ra dìa. Theo qua nha, ba muỗng tỏi vào vô. Hai cục hành tím vào vô. Xào lên. Xào điệp vào vô, xào lên, xào lên, giá sỉ ba con ghế, xào lên, giá sỉ cũng tầm lâm tầm lưa, một muỗng cà phê, hạt nêm, xào lên sơ sơ rồi á, đây là một chén nước gà vào vô, cho này sôi lên rồi đấy, thật xào điệp ngá đi. Còn để cái nước sao điệp vì nó gà của mình á. Mình có bột bắp đây, một muỗng bột bắp vì nửa chén nước. Mình vào vô cho đặt lên đi, vào cả lan của mình, vào vô. Nhìn hơi là xì bệnh, đừng lo bà con ơi, sao quán nghe. Hợp ra đi, hợp ra rồi á. Chất xung quanh nhiều, càng đẹp xí. Còn đẹp thêm á thì mắc tiên thêm, đó vậy thôi bạn. Đơn giản chứ mình thử gia vị hương tơ lâm tơ lưa sĩ dầu hào vào vô hạt nêm một muỗng cà phê luôn xò điệp hương tơ lâm tơ lưa vào vô 30 giây đấy xò điệp của mình và sau đó là nước lèo của mình vậy thôi. Đây là mì xào xò điệp. Hôm nay là quá tuyệt vời luôn do là vừa cắt tóc mới ba cái ơi quả xinh không quả dễ thương không. Ok bắt đầu sao lại thương thế. Mì xào xò điệp. Xò điệp này ngon lắm. Ngọt có ăn lưng rồi thì đây là vài cọc xào lên thôi các bạn bè xem thôi. Đây mì xào xo điệp ai thích ăn mặn thêm thì có CEO bên ấy. Đây tôi ăn trước đi xem không biết mặn ngon 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 ừ. Đây nghe mi ngon nghe mi xào ấy thế nghe mi gọi á thơm cơm ấy thằng dai dai béo béo toàn ngon nhìn những bọ kém vô hết em nhìn những bọ kém vô bởi không có kém tỉnh ấy nghỉ tận đấy này nè đã xuất sắc nghe ăn cái đục ăn cái cây cái đục hơi hơi kiểu khoảng ngon em được thấy ăn cái đồ dùng nhập ăn cái chi cái lá nhận wasabi à em thì kỳ em thì kỳ trong dừa ấy do ngoài là do trong mắt con trong... dừa quá trong dừa kém á béo béo thơm không muốn sao điệp. À. Gọi là sao điệp rất là ngon ngọt ngọt mình mua đâu quán cái Hàn Quốc Hàn Quốc xa hơi xa ngon
Quá xinh hết, wow. Tuyệt quá. Thể hơi là lạ. Lạ không? Kiểu chưa quen mẹ. Con hơi lạ. Đầu giờ thơm mát. Em về cái đâu? Về cái đâu? Về cái đâu thì ok. Chắc cần miệng này là có cái cức. Cả. Cả. Mà em ăn đâu em không thấy. Không thấy à? Đi theo con. Ngon. Cái lực ngoài nè, ăn thơm. Quá xinh luôn. Cô cắt tóc nhìn ngại. Do chị Tây đang cắt tóc đó. Hỏi gì đi. Ốc con này á. Còn nhà cửa không? Có. Chị hai hỏi gì? Hỏi gì không? Chị hai hỏi anh là em biết nói tiếng Anh mà anh hãy biết. Bởi phần nói chưa chưa thôi. Sao chị nói chưa mất? Nói chưa chưa có biết. Và cười. Tồi lắm. Tồi. Và tồi quá. Mà bên kia gối đâu khoảng 5 giọng bên mình nữa. Ngồi và ngả lá có sự. Tồi. Khỏe hơn. Mà không cầm mà sao. Giống nam ấy ở phía sau này. Cha cha ơi. Cha cha sao? Có khải cũng có. Nhưng là ngồi như luôn. Bỏ cái xóa 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 ra xong. Rồi lướt. Rất khỏe. Không phải do họ cắt thôi. Họ không phải chuyên bên ở đâu luôn á. Có mấy cắt đẹp. Anh không biết là vô quản nên rửa chắc được không? Không biết. Cho cái đâu mà đi hơi gửi mình. Mà khi mô một cắt tóc hồn rồi thế thế mấy khi này tóc ướt khịt nữa. Ướt dê cắt. Đúng. Màu da lắm, chưa 3 tháng, tháng rồi dai chứ, dai dai. Cho hàng quà xỉn, cho hàng ngọng á. Là tóc bị khố nữa. Này dùng nữa. Dùng mau gì đã. Ờ đúng. Em cũng dùng để tóc đen. Để xong dùng dùng một tấn. Tóc đen đẹp đó. Chắc mà em coi là chắc điều này nó dùng nghĩ đó. Khác đường thế nhờ. Anh cắt cái gà lại cho em hả? Là ăn cho được ngon. Cái việc nhả cái muối dùng hắn hắn hắn. Khó ăn. Thích ăn đây là. Cái món như sao nữa, bên quán á, đầm cử là có hết. Có mà. Rồi cắp ở cắp biển nha. Do có mưa nghe á. Rồi cắp kéo lên nè. Đó xong rồi. Đó xong. Có phải đó. Bao nhiêu không có được luôn rồi. À, một cái này. Và cho vô rồi ăn nữa. Do cũng tại bên bên đấy là mấy dầu xuống ăn cô gái thì này con địch là ăn không kiểu nào bên Việt Nam không luôn tiệc ngồi xuống ăn miệng gặp gọi ăn rất ngon đó bây giờ gặp gọi đây đó coi không ông biết là bên quán là vô món lắm là họ bỏ đi á. Bỏ đi uống đây có bỏ đi qua xong ăn chắc chắc có 2-3 người trong bàn ăn thôi khoa hãy chúng ông đi lang thang dầu thằng mình bỏ bi bê bỏ bi luôn coi một tuổi á bỏ bi thầy mê đâu vì mê vì mà luôn có gì đâu bỏ bi để đem về có hồi cho bi không cho cho hộp cho bi. Bi hộp luôn. Hộp bi luôn. Cho hộp bi qua sau là tụi chỉnh sát. Ngon. Đó là bịch tình trang thiệt. Đúng.
Nên ăn lễ hộp để bi chiên tận tiên hệ mẹ vừa làm đường phỉ. Ừ. Thế là tận tiên hệ rồi. Bi dễ hút. Đầy đủ luôn. Trên hết luôn. Cái miếng này thơm mà. Ừ. Thơm mà dài nè. Dạ mềm kiểu thơm. Mà khả ăn muốn thử chiên hết luôn. Rồi coi hẳn thử sao. Giờ ăn chiên sơ sơ hết. Nó dùng mi gọi. Ừ. Dùng mi gọi hết. Giá xưa giờ giòn nè. Ừ. Ăn một kiểu giòn thì dùng mi gọi nè. Ừ. Dùng mi gọi khô lắm. Ừ. Sao hả? Không bị sắc. Ừ. Đi tắm nhanh hay khỏi là không? Cho hơi ngắn á. À. Ừ. Cột á, sau khi trộn ra một miệng. Ừ. Ok, chắc. Bữa sáng em không thích kiểu này đâu. Hằng nặng á. Thế này là có gì tương tự đây? Mãi. Ừ. Đang có bị nổi thục nữa luôn á. Ừ. Trẻ thêm nữa bớt. Ừ. Bớt nổi thục thêm nó, lau gỡm nữa. Ừ. À. Nó rồi. Ừ. Rồi mình ăn hamburger. Rồi mà bạn ăn hai lần. Vừa ăn xỉ thôi. Em ăn một kỹ đấy. Ôi da, ăn kỹ một tận nha. Hai tận. Ôi mà bạn phải cụ lên cả ngày cả đêm. Bạn ăn cho no. Mà sao mập lên. Lên cưng cả ngày cả đêm. Vừa là lên xỉ. Em lên cân luôn mà. Rồi, cho con ăn đi. Cho con ăn cho đỡ. Mạnh mẽ lên. Mà hẹn gặp nhau lại.